mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu áo ghi lê cho bé xinh xắn như thế này. Bên trên thân áo thì mình sẽ có phối cái họa tiết trái tim thẳng hàng với nhau. Mẫu này mình cũng có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, hoặc mình cũng có thể thay đổi màu áp dụng cho cả bé trai lẫn bé gái ha. Mình sử dụng len mi cotton 125g và kim 4.0mm để móc cho phần thân áo của mình nó được mềm mại hơn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên cần tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Các bạn cần xác định cho mình số đo của phần thân hông ở size các bạn cần móc là bao nhiêu. Số đo này mình có để ở phần mô tả ha. Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả, sau đó mình làm theo số đo cho phù hợp và nó sẽ chính xác hơn. Tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật mà cái số xích này nó có thể khác nhau. Và các bạn sẽ sắp xếp cho mình cái số xích này khi chia cho 6 nó sẽ dư 2 mũi ha. Đối với size này mình sẽ móc lên tổng cộng là 92 mũi móc. Lưu ý khi móc cho mình cái mũi móc xích á, các bạn sẽ móc lỏng tay một tí chứ mình đừng có móc quá chật tay ha. Nó sẽ giúp cho việc khi mình móc lên các cái mũi kép đơn nó sẽ không có bị chật ở phía dưới. Sau khi hoàn tất cho mình được cái đoạn xích này rồi, ta nối hai đầu lại, mình sẽ tạo ra được cái độ rộng cho cái phần thân hông rồi nè. Nó có thể rộng hơn phần thân hông khoảng tầm 2-4cm. Khi đã hoàn tất được đoạn xích này rồi thì bây giờ mình sẽ móc lên phần thân trên. Móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó chân thứ 92 móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân cuối cùng. Mỗi chân móc ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Ở cái phần xích này các bạn móc bao nhiêu mũi thì mình sẽ móc bấy nhiêu mũi kép đơn vào bấy nhiêu chân. Sau khi hoàn tất được các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng móc rồi, móc lên 2 mũi móc xích. Ta sẽ có được một cái đoạn đầu tiên rộng hơn so với phần thân hông khoảng tầm 2-4cm tùy vào size các bạn móc ha. Khi các bạn móc cho mình hoàn tất được cái hàng đầu tiên này rồi, lên 2 mũi xích. Lúc này mình sẽ không cắt len mà giữ nguyên vị trí này. Mình sẽ thay màu nè. Do khi thay màu nó sẽ có những cái sợi len thừa thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách giấu len ha. Để khi ta hoàn tất cái phần thân áo mình không cần phải giấu len nhiều. Chừa cho mình một đoạn len vừa đủ dài, sử dụng màu len làm trái tim ha. Chừa một đoạn vừa đủ dài, sau đó các bạn sẽ đưa cho mình cái đoạn len này ra phía sau hàng móc. Mình sẽ chọn đây là mặt phải của cái hàng móc đầu tiên nè. Thì đưa cho mình về cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc đó. Đâm kim vào chân móc đầu tiên. Kéo len qua chân móc. Từ đây móc lên cho mình 3 mũi móc xích sẽ được tính là một mũi móc. Khi móc lên một mũi nè, cái sợi len thừa á, các bạn sẽ đưa cho mình sợi len vào chính giữa kim với lại sợi len dài. Đưa lên phía trên, móc mũi móc xích thứ hai. Sau đó tiếp tục đưa cái sợi len đó ngược về chính giữa kim với sợi len, đưa xuống phía dưới. Móc mũi xích thứ ba. Thì 3 mũi xích này được tính là một mũi móc ha. Vào cái chân đầu tiên rồi, thì tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích để tạo khoảng cách. Thì khi tạo mũi móc xích á, các bạn cũng móc cho mình đưa cái sợi len lên phía trên để mình giấu len nè. Như vậy là đoạn đầu tiên mình sẽ có 4 mũi móc nha, 4 mũi móc xích. Tiếp tục khi được 4 mũi rồi các bạn sẽ bỏ qua cho mình 3 chân móc kế bên. Cái chân mình vừa móc không tính nha. Tính từ 3 cái chân kế tiếp nè, mình sẽ bỏ qua 3 cái chân này. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình vào chính giữa của cái thân mũi kép đơn thứ tư á. Đây, hoặc là mình cũng có thể để ý cái thân của mũi kép đơn ở phía dưới nè. Mình sẽ đếm ngược ra, đâm kim vào cái khoảng chính giữa của cái thân mũi kép đơn thứ tư và thứ năm á. Đây là 4 mũi kép nè. Ta sẽ đâm kim vào chính giữa của cái thân thứ tư và thứ năm ha. Thì khi lấy len các bạn sẽ lấy luôn cho mình cái sợi len thừa nè. Lấy luôn lên trên kim ha, giống như cách mà mình lấy cái sợi len dài á. Thì các bạn cũng lấy cái sợi len thừa lên trên kim. Sau đó mình sẽ đếm qua 4 thân chân móc, đâm kim vào chính giữa của thân thứ tư và thứ năm. Kéo len, kéo qua hai đường và kéo qua hai đường mình móc mũi kép đơn á. Thì như vậy là cái sợi len thừa của mình nó đã nằm ở phía dưới này rồi nè. Móc tiếp cho mình vào đó 3 mũi kép đơn nữa. Mình sẽ có tổng cộng là 4 mũi kép đơn ở cái kẽ này ha. Sau khi đã hoàn tất được 4 mũi rồi nè, ở đây mình móc 4 mũi xích đầu tiên thì 3 mũi được tính là một mũi móc, mũi xích thứ tư nó sẽ là khoảng cách ha. Thì mình sẽ chừa ra 4 cái thân chân móc phía dưới. Đâm kim vào kẽ chính giữa của thân thứ tư và thứ năm,
móc vào đó cho mình 4 mũi kép đơn. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích. Thì các bạn nhìn thấy ở phía sau nè, cái sợi len thừa ban đầu mình có móc luôn vào trong các cái mũi móc á, thì cái sợi len thừa bây giờ nó nằm ở đầu này. Thì việc cắt len nó sẽ dễ dàng hơn ha, sợi len của mình nó sẽ không có bị tuột. Mình sẽ có được phần thân của trái tim đầu tiên. Khi móc lên 2 mũi móc xích rồi, các bạn tiếp tục dựa cho mình vào hàng bên dưới. Mình sẽ bỏ qua 6 cái thân của mũi kép đơn. Thân đầu tiên nè, từ cái kẽ này ha, bỏ qua 6 thân nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 và 6. Mình sẽ đâm kim vào cái kẽ giữa thân thứ 6 và thứ 7. Móc vào đó 4 mũi kép đơn tương tự như cái trái tim đầu tiên ha. Khi gây nên 2 xích rồi nè, thì tiếp tục lấy len và đâm kim vào kẽ giữa cái thân thứ 6 và thứ 7. Móc vào 4 mũi kép đơn ha. Như vậy là mình sẽ tạo ra được cái thân của trái tim thứ 2. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Làm tương tự, bỏ qua cho mình 6 cái thân của mũi kép đơn phía dưới. Đâm kim vào kẽ chính giữa của thân thứ 6 và thứ 7. Móc vào đó 4 mũi kép đơn. Cho tất cả các size các bạn đều làm như vậy cho mình ha. Móc lên 2 mũi móc xích, sau đó làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc các cái họa tiết trái tim được đến cuối hàng rồi nè, thì mình sẽ có được cái phần thân như thế này ha. Các cái khoảng cách nó sẽ cách nhau là 6 cái thân của mũi kép đơn phía dưới. Thì lúc này ở điểm đầu tiên nè, tính luôn cả cái chân mà mình móc cái mũi á, xích á, thì mình sẽ có 4 cái chân móc, tức là ở đây mình sẽ có 4 thân chân móc của cái hàng phía dưới. Cuối cùng thì móc lên 1 mũi móc xích. Tương tự giống như cái điểm đầu tiên á, mình còn lại 4 cái thân chân móc phía dưới, thì bây giờ cuối cùng mình cũng còn lại 4 thân chân móc. Thì khi móc lên 1 mũi móc xích rồi, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc của mũi kép đơn cuối cùng nha. Đâm kim vào chân móc. Mình sẽ bỏ qua 3 chân nè, đâm kim vào chân cuối cùng. Móc vào đó 1 mũi kép đơn. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái hàng móc tạo trái tim nè. Móc lên 1 mũi móc xích, sau đó cắt len. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giấu cái sợi len thừa này ha. Sợi dây móc xích đầu tiên mình nói khi chia cho 6 nó dư 2 mũi. Thì lúc này ở điểm đầu tiên và điểm cuối cùng của mình, thì khoảng cách nó sẽ giống nhau ha. Cứ làm theo cách chia như vậy là mình sẽ đủ mũi ha. Ở cái hàng móc đầu tiên á, khi mình móc lên 2 mũi móc xích nè, không có cắt len nè, thì mình sẽ sử dụng cái mũi này và mình bắt đầu móc ở hàng thứ 3 luôn á. Khi gây nên 2 mũi móc xích rồi, ta sẽ đâm kim vào cái chân của mũi kép đơn, là cái mũi kép đơn cuối cùng của cái phần mình tạo trái tim nè. Móc vào cái chân móc đó 1 mũi móc đơn. Vào chân móc ha. Để không bị lầm mũi thì mình sẽ dùng kim đánh dấu và đánh dấu vào cái chân của mũi móc đơn đó. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, thì cái chân thứ hai sẽ là cái chân mũi móc xích mà mình tạo khoảng cách nè. Thì các bạn sẽ không móc vào cái chân đó, mà mình sẽ đâm kim xuống phía dưới vào cái hàng đầu tiên á. Ta sẽ đâm kim vào cái chân móc sát với cái mũi kép đơn cuối cùng ở phần tạo trái tim ha. Đây là cái chân móc này, các bạn sẽ móc vào đó cho mình 2 mũi kép đơn ha, vào cái chân móc sát cái mũi mà mình tạo trái tim nè. Khi móc cái mũi kép đơn thì các bạn sẽ giấu luôn cho mình cái mũi xích đó vào trong mũi móc. Móc vào đây 2 mũi kép đơn ha, và giấu luôn cả sợi len thừa nè. Ta sẽ có kép đơn đầu tiên. Kép đơn thứ hai cũng vào cùng cái chân móc đó luôn. Ta có kép đơn thứ hai. Như vậy là hai cái mũi kép đơn này mình cũng giấu được cái sợi len thừa vào trong rồi nè. Tiếp tục di chuyển kim đến cái họa tiết trái tim này. Thì ở đây mình có 4 mũi, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào kẽ chính giữa của hai mũi, tức chia đôi ra ha. Mỗi bên hai mũi thì mình sẽ đâm kim vào kẽ chính giữa, móc 2 mũi móc đơn. Ta sẽ có được điểm nhọn cho phần trái tim nè. Hoàn tất được trái tim rồi, tiếp tục lấy len, mình sẽ đâm kim ở 6 cái chân móc của hàng đầu tiên. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân thứ 3 và thứ 4. Chân thứ 3 mình sẽ móc 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Tức là mình bỏ qua 2 chân đầu tiên ha, chỉ đâm kim vào chân thứ 3 và chân thứ 4 thôi. Chân thứ 3 móc 2 mũi kép đơn nè.
Khi móc mũi kép đơn nhớ giấu cho mình cái hàng xích ở phía trên lên vào trong mũi móc luôn nha. Hai mũi kép đơn cùng chân móc. Tiếp tục chân móc thứ tư của hàng phía dưới, cũng móc cho mình hai mũi kép đơn. Thì ở phía sau nè, cái mũi xích của mình ở cái hàng màu đỏ nó cũng được giấu vào trong rồi nè. Hoàn tất được 4 mũi kép đơn vào hai chân phía dưới rồi thì các bạn nắm cho mình cái họa tiết trái tim thứ hai nè. Mình sẽ kéo cho cái hàng xích của mình bên trong nó đều lại. Nó sẽ giúp cho cái trái tim đầu tiên của mình nó được đều hơn ha. Sau đó mình tiếp tục di chuyển kim đến cái họa tiết thứ hai. Mình có 4 mũi kép đơn thì cũng đâm kim vào cái kẽ nằm chính giữa. Chia đôi ra ha, thì móc vào cái kẽ này hai mũi móc đơn. Móc vào kẽ giữa hai thân chân móc nha. Tiếp tục đâm kim vào ở 6 cái chân phía dưới nè, thì mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba và thứ tư, tương tự giống như là cái điểm này. Các bạn sẽ móc xen kẽ ha, cứ móc cho mình vào chính giữa họa tiết trái tim và hai cái chân móc ở phía dưới. Thì hai chân móc phía dưới mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba và chân thứ tư, móc vào chân thứ ba hai mũi kép đơn, nhớ giấu luôn cả hai mũi xích ha. Chân thứ tư cũng móc hai mũi kép đơn. Thì như vậy là ta đã giấu được hai cái mũi xích đó vào bên trong luôn nè. Được cái họa tiết này rồi thì nắm cho mình cái họa tiết trái tim ở phía trước á, mình sẽ kéo lại cho cái họa tiết mà mình vừa có ở đây, nó sẽ đều hơn ha. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết tiếp theo, móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. 4 mũi thì đâm kim vào cái kẽ chính giữa, móc vào hai mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân thứ ba và thứ tư của cái hàng móc đầu tiên, móc cho mình mỗi chân là hai mũi kép đơn vào chân thứ ba và chân thứ tư ha. Nhớ là giấu hai cái mũi xích ở phía trên vào luôn trong mũi móc. Chân thứ tư cũng móc hai kép đơn nè. Khi hoàn tất được 4 mũi rồi thì cầm cái họa tiết trái tim kế tiếp kéo lại cho cái họa tiết trái tim đầu tiên của mình á, nó được đều hơn. Như vậy là mình sẽ hình thành được những cái họa tiết trái tim như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Kẽ chính giữa hai mũi đơn. Đối với cái sợi len thừa ở cái đầu cuối cùng này nè, thì lúc này khi mình đã giấu được vào trong ba mũi móc rồi ha, một mũi móc đơn và hai mũi kép đơn rồi, thì còn một cái đoạn này. Thì cái đoạn này các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái đầu kim nhỏ, hoặc là cũng có thể sử dụng kim khâu ha. Mình sẽ giấu cái sợi len này vào trong cái thân của cái họa tiết trái tim này. Thì khi giấu nó cũng rất là đơn giản nè. Mình cứ kéo cái sợi len thừa vào bên trong của các cái mũi móc. Sau đó cắt cái đoạn len thừa đi ha. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái phần giấu len nè. Họa tiết trái tim của mình nó sẽ hoàn tất ha. Sau đó móc cho đến hết hàng. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối hàng móc, cái họa tiết trái tim của mình nó đã lộ rõ hơn rồi, thì cuối hàng móc nó giống như là đầu hàng móc nè. Thì đầu hàng móc này mình có cái thân của mũi kép đơn, sau đó là hai mũi kép đơn móc vào cái chân móc sát đó. Thì ở cuối này mình cũng có ba mũi móc xích ta gây nên, với một mũi là tạo khoảng cách, mình có 4 mũi xích nè. Thì mình cũng đâm kim vào cái chân móc sát cái mũi đó ha, móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn, tức là từ đây mình chừa ra hai chân nè, móc vào chân móc sát cái mũi xích kép đơn đầu tiên và kép đơn thứ hai. Sau đó nắm cho mình cái đoạn xích mà mình gây nên đầu tiên, các bạn sẽ kéo canh lại cho cái họa tiết trái tim nó đều, và mình sẽ đâm kim vào cái chân của mũi xích thứ ba tính từ dưới lên. Ban đầu mình gây 4 mũi thì mũi xích thứ tư là mũi tạo khoảng cách, mũi xích thứ ba là chân móc ha. Móc vào đó một mũi móc đơn. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái hàng móc thứ ba, giúp cho họa tiết trái tim nó lộ rõ hơn nè. Và cái hàng móc thứ ba này khi hoàn tất, cái số chân móc nó sẽ trở về cái số mũi móc xích đầu tiên ha, bằng với số mũi móc xích đầu tiên. Thì tiếp tục đến hàng móc kế tiếp, mình sẽ móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Mình sẽ có cái số chân móc bằng với cái xích đầu tiên, móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn.
Thì xích đầu tiên của mình có 92 mũi móc, bây giờ mình sẽ móc được 92 mũi kép đơn vào 92 chân ha. Khi đã móc được đến cuối hàng này thì cái chân cuối cùng cũng là cái chân mà mình đánh dấu ở đây. Tháo kim đánh dấu ra, sau đó móc tiếp vào đó một mũi kép đơn. Lúc này tổng số mũi móc nó đã về lại với cái xích đầu tiên rồi, móc lên 2 mũi móc xích. Ta trở về lại được cái hàng đầu tiên ha, thì hàng tiếp theo các bạn sẽ làm tương tự cho mình, giống như là họa tiết trái tim phía dưới nè. Mình sẽ thay màu ha. Tức là cái phần thân áo của mình nó sẽ có một hàng kép đơn, một hàng tạo trái tim và một hàng mũi móc đơn xen kẽ với nhau. Hàng móc kế tiếp là hàng móc tạo trái tim nè, cũng đâm kim vào cái chân đầu tiên, kéo sợi len qua, móc lên xích đầu tiên. Xích thứ hai sẽ đưa cái sợi len thừa vào chính giữa, móc mũi xích thứ hai, xích thứ ba và xích thứ tư tiếp tục đưa sợi len ha. Khi đã đưa sợi len lên đến cái chân móc xích thứ tư rồi thì lấy len, lấy luôn cho mình cả cái sợi len thừa vào trên kim. Mình cũng bỏ qua bốn cái thân của mũi kép đơn. Thân đầu tiên, thân thứ hai, thân thứ ba và thân thứ tư, đâm kim vào kẽ của thân thứ tư và thân thứ năm. Những bạn nào mà lười đếm á, thì các bạn có thể dựa cho mình vào cái hàng mũi đơn mà mình móc trái tim phía dưới á. Nó cũng có cái kẽ ở hai mũi kép đơn phía trên ha. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái kẽ đó. Đây, hai mũi móc đơn nè. Thì chính giữa cũng có cái kẽ. Kẽ này là kẽ của mũi thứ tư và thứ năm á. Lấy len nè, lấy luôn cả sợi len thừa ha. Đâm kim vào cái kẽ đó, móc vào đó cho mình bốn mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên. Lúc này sợi len thừa của mình nó đã nằm ở vị trí này rồi nè, thì mình cứ móc tiếp ba mũi kép đơn nữa ha. Ta hoàn tất được thân của họa tiết trái tim đầu tiên ở hàng móc này và sợi len thừa nè, lúc này mình sẽ cắt đi ha, không cần phải giấu nữa. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho cái hàng họa tiết trái tim này cho đến cuối hàng, tương tự giống như cái hàng thứ hai ở phía dưới. Lên 2 xích, chừa qua đến cái kẽ thứ 6 và thứ 7 ha. Thì móc vào cái kẽ này 4 mũi kép đơn, hoặc là mình cũng có thể giống ở hai mũi móc đơn phía dưới, kẽ nằm chính giữa, móc vào đó 4 mũi kép đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, sau đó mình tiếp tục móc xen kẽ thêm nhiều hàng móc, giống như ba hàng móc phía đầu tiên mà mình tạo luôn, để mình có những cái họa tiết trái tim như thế này. Một hàng móc đầu tiên sẽ là hàng tạo mũi kép đơn đều, hàng thứ hai sẽ là hàng tạo họa tiết trái tim, và hàng thứ ba sẽ là hàng mũi móc đơn và mũi kép đơn xen kẽ để hoàn tất trái tim đó. Ba hàng móc này mình cứ xếp lớp móc lên nhau nhiều ha, móc cho đến khi mình đạt được cái chiều cao của cái phần thân này. Thì đây sẽ là cái mẫu áo mà mình hoàn tất. Chiều cao của phần thân áo sẽ là chiều cao từ phần vai cho đến phần lai áo phía dưới. Các bạn sẽ lấy cho mình cái chiều cao này chia ra cho 5 phần. Thì cái phần từ phía dưới lai áo đi lên á, các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn tầm khoảng 1 cho đến 2 cm để mình làm cái phần bo phía dưới. Thì các bạn sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được chiều cao bằng 3/5 so với tổng chiều cao của toàn bộ phần thân áo ha. Đây là thân áo mà mình hoàn tất nè. Thì các bạn nhớ chừa cho mình ở cái phần thân dưới khoảng tầm 1 cho đến 2 cm mình tạo phần bo này ha. Sau đó sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được 3/5 so với tổng chiều cao của toàn bộ phần thân áo. Sau khi đã móc thêm nhiều hàng móc thì lúc này họa tiết trái tim của mình nó đã lộ rõ hơn rồi nè. Các bạn sẽ lấy cho mình tổng số mũi móc cuối cùng của cái hàng mà mình đang móc chia cho 4 phần. Thì từ bên phải qua các bạn sẽ lấy cho mình 1 phần và từ bên trái qua lấy cho mình 1 phần. Còn 2 phần nằm chính giữa nó sẽ là cái phần thân sau. Tiếp đến xác định cho mình cái số đo ngang vai của size các bạn cần móc là bao nhiêu. Số đo này mình cũng có để ở phần mô tả ha. Ví dụ như size này của mình cái số đo ngang vai tầm khoảng 20 cm. Thì các bạn sẽ sử dụng thước dây và mình ướm chừng vào bên trong. Mình sẽ đo ở cái mặt phía sau của áo ha. Là hai cái đoạn mà mình chừa ra hai phần ở chính giữa nè. 20 cm sẽ là cái bề ngang vai của size mình đang móc, thì các bạn sẽ ướm vào bên trong. Thì mình sẽ đo tương ứng chứ không cần phải quá chính xác ha. Đâm kim vào cái chân móc của cái mũi đầu tiên nè. Thì từ đây đo qua cái điểm đối diện bên này, lùi vào
tầm cái số mũi đó luôn thì ta sẽ được tầm khoảng 20 cm, là cái kích thước của phần vai ở size mình đang móc ha. Khi đã có được kích thước phần vai rồi, bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân sau. Xác định cho mình cái hàng móc mà mình đang móc cái mũi đơn này nó là mặt nào, thì cái hàng kế tiếp các bạn sẽ xác định cho mình cái mặt của cái hàng kế tiếp ha. Sau đó mình sẽ tạo một nút. Thì lúc này cái hàng mà mình đang móc có cái mũi đơn này nó đang là mặt trái nè, thì bây giờ mình sẽ móc ở mặt phải ha. Đâm kim vào cái chân móc mà mình đánh dấu ở cái phần mà mình tạo cái độ rộng cho phần vai, kéo cái nút này qua. Hàng móc này tiếp theo của mình nó sẽ là cái hàng mà có các cái mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Móc lên 2 xích. Chân đầu tiên cũng là cái chân móc mình vừa móc đó ha, móc vào đó một mũi kép đơn. Sau đó mình sẽ làm tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn, và mỗi chân móc ta sẽ về lại cái hàng móc có các cái mũi kép đơn liên tiếp. Sau khi móc đến cuối hàng cho mình rồi nè, thì hàng kế tiếp mình sẽ tạo trái tim ha. Móc lên 2 mũi móc xích, sau đó khoan cắt len nè. Mình sẽ không cắt len ha, và mình sẽ thay màu để mình tạo họa tiết trái tim. Cách đơn giản nhất là các bạn dựa cho mình vào cái hàng họa tiết trái tim ở phía dưới nó. Lúc này cái mũi mà mình bắt đầu móc ở cái phần thân sau nó nằm gần chính giữa so với cái họa tiết trái tim phía dưới. Tức là cái họa tiết trái tim của mình nếu móc bên trên nó sẽ không có còn nguyên vẹn ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút, hoặc là không tạo nút cũng được ha. Mình sẽ giấu sợi len thừa. Mình sẽ dựa vào cái điểm đầu tiên mà mình móc ở cái phần thân dưới nè. Thì phần thân dưới từ cái mũi đầu tiên đến cái họa tiết trái tim đầu tiên nó sẽ cách nhau là 4 cái thân chân móc phía dưới. Thì lúc này các bạn cũng đếm cho mình ở họa tiết trái tim nguyên tiếp theo của cái phần thân sau. Thì họa tiết trái tim nguyên của mình nó sẽ nằm ở đây ha. Từ cái kẽ này các bạn sẽ đếm ra cho mình 4 cái thân chân móc. Đếm ra 4 thân chân móc từ cái kẽ này ha. Sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ tư mà mình đếm được. Đâm kim vào đó, kéo sợi len qua cái chân móc này. Thì khi kéo cái sợi len qua, các bạn nhớ giấu cho mình sợi len theo cái cách mà mình hướng dẫn ban đầu ha. Sau đó tiếp tục đâm kim vào cái kẽ mà mình tạo họa tiết trái tim kế bên nè, móc vào 4 mũi kép đơn. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích và làm tương tự cho mình cho các cái họa tiết trái tim còn lại ha. Thì như vậy là cái điểm đầu tiên của hàng móc này nó sẽ bắt đầu như thế này. Móc tương tự cho mình cho đến cuối. Sau khi hoàn tất cho đến cuối rồi nè, thì cái điểm cuối cùng này giống như cái điểm cuối cùng của cái hàng tạo họa tiết bên dưới. Các bạn cũng bỏ qua cho mình lên một mũi móc xích, sau đó mình sẽ bỏ qua 4 cái thân. 4 cái thân ha. Mình sẽ đâm kim vào cái chân móc của thân thứ tư, tính từ đây qua nè. Móc vào đó một mũi kép đơn. Sau đó tiến hành cắt len ha, móc lên một xích, kéo vào cắt len. Ta sẽ hoàn tất được cái thân của trái tim. Những bạn nào mà có thể phối được cái mũi móc á, thì các bạn có thể phối cho mình cái họa tiết trái tim đầu tiên nha. Tiếp tục đến hàng móc kế tiếp là hàng móc mũi đơn và kép đơn xen kẽ nè. Thì các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại, khi mình lên 2 xích không cắt len nè, thì mình sẽ sử dụng cái mũi đó và mình bắt đầu móc tiếp luôn. Mình sẽ còn lại những cái chân móc này, thì các bạn móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn. Và nhớ cái mũi kép đơn này các bạn nhớ kéo dài lên một tí cho nó cao bằng với cái mũi tiếp theo ha. Sau đó kế tiếp mình sẽ móc mũi móc đơn vào cái chân của mũi kép đơn này, giống như cái cách mà mình móc ở phía dưới ha. Thì móc vào cái chân đó một mũi móc đơn. Sau đó kế tiếp mình sẽ móc mũi kép đơn, móc 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc ở cái chân móc sát với cái mũi mà mình móc họa tiết nè. Đây, ta sẽ có được cái phần trái tim như thế này ha, giống như cái điểm bắt đầu phía này luôn. Thì từ đây các bạn tiếp tục móc cho mình vào chính giữa của họa tiết trái tim một cái kẽ, 2 mũi móc đơn vào kẽ chính giữa ha. Sau đó tiếp tục làm tương tự cho mình các cái họa tiết trái tim cho đến cuối.
chân thứ 3 và thứ 4 của 6 mũi nè. Móc vào chân thứ 3 và thứ 4, mỗi chân là 2 mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến cuối ha. Nhớ canh chỉnh cái họa tiết trái tim cho nó đều lại nha. Khi đã móc được hết cái họa tiết trái tim rồi, đến cuối là đến cái chân mà mình bắt đầu tạo họa tiết trái tim á, thì giống như cái phần đầu tiên này, mình cũng đâm kim vào cái chân móc sát với lại cái mũi mà mình móc xích ở đây. Đây là 4 mũi xích gây nên nè. Thì cũng lấy len, sau đó móc cho mình 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc này, sát với 4 mũi xích gây nên đầu tiên ha. Sau đó sẽ kéo cho cái mũi xích của mình nó về lại vị trí ban đầu và móc vào cái chân xích thứ 3 tính từ dưới lên, móc vào đó một mũi móc đơn. Còn lại các cái chân móc của cái hàng kép đơn phía dưới thì mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cuối, và nhớ cái mũi móc đơn này kéo dài lên ha. Móc đến cuối hàng thì mình sẽ có được cái hàng móc như thế này. Và nhớ ha, đây là cách đơn giản nhất để mình có thể tính nè. Nếu mà những bạn nào mà có thể tính được mũi móc thì hai cái điểm đầu tiên và cuối cùng mình cũng có thể móc họa tiết trái tim cho nó đều hơn ha. Sau đó mình sẽ tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Hàng kế tiếp sẽ là hàng móc mũi kép đơn liên tiếp, thì các bạn sẽ móc cho mình hàng mũi kép đơn liên tiếp vào mỗi chân. Sau đó sẽ xen kẽ là một hàng tạo họa tiết trái tim và một hàng mũi đơn, mũi kép đơn xen kẽ với nhau. Các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái chiều cao của cái phần thân này. Đây là phần thân áo mà mình hoàn tất nè. Thì tổng chiều cao của toàn bộ phần thân áo ban đầu mình có chia ra 5 phần, thì 2 phần 5 còn lại nó sẽ là chiều cao của phần nách. Các bạn sẽ móc cho mình làm sao cho cái phần thân sau nó sắp xỉ bằng 2 phần 5 này ha. Chừa lại 1 đến 2 cm để mình móc cái phần vai. Đây là 2 phần 5 của cái chiều cao toàn bộ phần thân áo nè. Thì móc cho mình cái phần thân sau cho đến khi sắp xỉ bằng 2 phần 5 đó. Còn lại khoảng tầm 2 cm để mình viền lại cái phần thân trên. Sau khi đã hoàn tất cho mình được thêm nhiều hàng móc thì lúc này nè, chừa ra 1 đến 2 cm phần lai áo phía dưới và 1 đến 2 cm phần vai bên trên, thì mình đã có được cái chiều cao của cái phần thân sau rồi. Bây giờ mình sẽ móc tiếp cái phần thân trước. Ở đây mình đã móc sẵn cho các bạn xem một cái phần thân trước như thế này rồi nè. Khi gặp lại thì cái họa tiết cổ của mình ban đầu nó sẽ hơi vuông như thế này ha. Phần thân trước sẽ móc cao hơn phần thân sau để mình chừa khoảng tầm 2 cm khi mình gặp đôi lại ở phía trên này. Ta sẽ đạt được chiều cao từ phần vai cho đến phần lai ha, bằng với chiều cao toàn bộ phần thân áo. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc này ha. Từ cái chân móc mà mình đánh dấu màu xanh đi ra nè, nó sẽ là cái mặt trước. Gặp đôi cho mình theo cái chân móc màu xanh nè. Sau đó các bạn sẽ đếm cho mình cái số mũi móc bằng với lại cái kích thước ở phần thân sau. Và mình sẽ đánh dấu vào chân đó ha. Hàng kế tiếp của mình là hàng kép đơn liên tiếp với nhau. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Mình sẽ xác định cái hàng kép đơn kế tiếp nó bắt đầu ở cái mũi nào, và các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân của mũi đó. Kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên 2 mũi móc xích. Và lần lượt móc các cái mũi kép đơn cho đến chân móc mà mình đánh dấu. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn ha. Khi móc được đến cái chân mà mình đánh dấu thì chân đánh dấu đó cũng là cái chân thuộc về mặt trước luôn. Tháo kim đánh dấu ra và móc vào chân đó một mũi kép đơn. Ta sẽ hoàn tất được hàng đầu tiên cho cái phần mặt trước. Tiếp tục đến hàng móc kế tiếp, mình sẽ tạo họa tiết trái tim. Thì tạo họa tiết trái tim tương tự giống như cái hàng móc phần thân dưới ha. Các bạn cũng tạo cho mình một nút, hoặc là nếu không tạo nút thì các bạn có thể giấu len ha. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên của hàng móc này. Đâm kim vào chân đầu tiên, sau đó mình sẽ tạo họa tiết trái tim tương tự như các hàng bên dưới nha. Kéo nút vừa tạo qua chân móc nè. Móc lên cho mình 4 mũi móc xích và khi móc nhớ giấu len thừa ha. Giấu len giống như cách mà mình hướng dẫn ban đầu á. Khi có được 4 mũi móc xích rồi, ta sẽ bỏ qua
bốn cái thân của mũi kép đơn và đâm kim vào thân giữa mũi thứ tư và thứ năm á. Móc vào đó bốn mũi kép đơn. Có được bốn mũi rồi ha, thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và làm tương tự cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng móc thì số mũi móc cuối cùng nó sẽ không đủ để mình tạo ra một cái họa tiết trái tim nữa. Thì các bạn sẽ chia cho mình giống như là cái phần thân sau, tức là mình sẽ bỏ qua bốn cái thân của mũi kép đơn và mình sẽ đâm kim vào kẽ chính giữa ha. Đối với những bạn nào mà có thể đếm được số mũi móc á, thì mình có thể móc ở cái họa tiết trái tim này, một họa tiết trái tim thẳng hàng với cái họa tiết trái tim phía dưới ha. Hoặc là nếu không thì các bạn có thể chia theo công thức cũng được. Thì lúc này ở đây mình sẽ bị mất trái tim nè. Tùy vào size các bạn móc mà các bạn sẽ canh chỉnh cho mình họa tiết trái tim cho nó phù hợp ha. Điểm cuối cùng thì móc lên cho mình một mũi móc xích thôi. Sau đó mình sẽ bỏ qua bốn thân, móc vào cái chân của mũi thứ tư một kép đơn, sau đó lên một xích cắt len. Ta sẽ có được cái họa tiết trái tim như thế này. Thì hàng móc kế tiếp từ cái chân của cái mũi mà mình móc lên hai mũi xích đây nè, các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại. Tương tự giống như cái phần thân sau thì mình có các cái chân của mũi kép đơn. Móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn và nhớ là mũi móc đơn kéo dài ha. Mũi kép đơn kéo dài. Móc cho mình cho đến cái chân móc sát với cái phần trại trái tim nè. Sau khi hoàn tất được đến cái chân móc này rồi thì cái chân móc tiếp theo là cái chân của mũi kép đơn đó. Móc vào chân đó một mũi móc đơn. Tiếp tục sẽ móc hai mũi kép đơn vào cái chân móc sát với mũi đó và làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha. Hai mũi kép đơn nè. Nhớ giấu len thừa nha. Chính giữa của họa tiết này móc cho mình hai mũi móc đơn vào kẽ. Sau khi móc đến cuối hàng thì canh chỉnh cho mình bốn mũi xích đầu tiên, sau đó đâm kim vào chân xích thứ ba, móc một mũi móc đơn. Lên hai mũi xích thì mình sẽ hoàn tất được cái phần thân trước. Các bạn tiếp tục móc xen kẽ cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái phần này, sát lên tới cái phần cổ. Tiếp tục dựa vào cái thân áo mà mình hoàn tất, thì đây là chiều cao của phần nách nè. Các bạn sẽ chia đôi cho mình chiều cao của phần nách đó ra. Mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được sắp xỉ bằng một nửa của cái phần nách này ha. Đây là chiều cao của phần nách ha, thì mình móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi đạt được gần một nửa của cái chiều cao phần nách. Sau khi đã móc cho mình được sắp xỉ bằng một nửa so với chiều cao của phần nách rồi thì bây giờ mình sẽ móc cái phần thân trên ha, tạo cái phần vai nè. Thì tiếp tục các bạn sẽ chia đôi cho mình cái số mũi móc của cái hàng cuối cùng ở cái phần vai này. Mình sẽ chia đôi ra và đánh dấu vào cái chân mà mình vừa chia được. Từ phía ngoài vào đây sẽ là cái phần cổ nè. Thì mình sẽ móc từ cái phần nách đi ra ha. Móc từ cái phía này nè. Giống như là cái cạnh đầu tiên nè, mình cũng móc từ cái phía nách ha. Đây là phần cổ đi vô nè, thì mình sẽ không móc mà mình sẽ móc từ cái phần nách thôi. Cái đoạn ở chính giữa phần nách nè. Thì đối với cái phần này các bạn có thể tạo cho mình họa tiết trái tim cũng được, hoặc là không tạo thì các bạn sẽ móc cho mình mũi kép đơn đi thẳng lên thêm nhiều hàng móc. Mình sẽ không tạo họa tiết trái tim ha. Còn những bạn nào mà thích tạo họa tiết trái tim thì các bạn có thể canh chỉnh cho mình giống như là cách mà mình chia cái họa tiết trái tim ở phần thân dưới á. Thì lúc này cái họa tiết trái tim nó sẽ không có được thẳng so với cái hàng phía dưới ha. Bỏ qua cho mình cái đoạn từ phần cổ đi vào nè. Mình sẽ móc từ cái phần nách nè. Thì để chia họa tiết trái tim các bạn sẽ làm tương tự cho mình. Mình sẽ đưa sợi len ra phía sau ha. Có thể tạo một nút để cho cái đường móc của mình nó được giữ hơn nè. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái phần này.
Đây, sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên ha. Sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 4 mũi móc xích và nhớ giấu len ha. Mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai, mũi thứ ba và mũi thứ tư. Chừa ra khoảng 4 cái thân của mũi kép đơn, đâm kim vào kẽ chính giữa của thân thứ tư và thứ năm, móc vào đó 4 mũi kép đơn. Mình sẽ tạo ra cái phần thân của trái tim ha. Tùy vào cái size các bạn móc mà cái số mũi móc ở cái phần thân này nó có thể nhiều hơn hoặc là ít hơn cái size mà mình đang móc. Đến cái điểm cuối cùng thì mình có thể chia đều ra. Ví dụ ở đây của mình dư 5 mũi nè, thì ở cái đoạn này các bạn có thể móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó mình đâm kim luôn vào cái chân cuối cùng, móc vào đó cho mình 1 mũi kép đơn. Hoặc là có thể móc lên 1 mũi móc xích, sau đó mình bỏ qua 4 kẽ ha. Đâm kim vào kẽ thứ tư móc mũi kép đơn. Còn lại chân móc cuối cùng thì lát nữa mình sẽ móc mũi kép đơn ha. Tiếp tục từ đây mình đã có họa tiết trái tim rồi, các bạn sẽ móc lên cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, xen kẽ để tạo họa tiết trái tim cho đến khi mình đạt được cái chiều cao. Thì cái chiều cao của cái phần vai này nè, nó sẽ phải cao hơn so với cái phần thân sau để khi mà mình gập đôi lại. Gập đôi lại mình sẽ có khoảng tầm 1 cho đến 2 cm ở cái phần trên này. Thì lúc này chiều cao này nó sẽ đạt được đến cái phần lai ha, bằng với chiều cao của phần thân áo. Sau khi đã hoàn tất cho mình được cái phần thân trước, thì các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Sau đó sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu. Mình sẽ khâu cái phần vai này với cái phần thân sau ha. Gập cho mình cái phần thân áo lại nè. Chọn cho mình một mặt là mặt phải của sản phẩm. Thì ở đây mình sẽ chọn cái mặt mà mình móc mũi kép đơn ở họa tiết trái tim là mặt phải. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng mặt trái cũng được ha, mình làm mặt phải cũng được. Thì mặt nào nó cũng như nhau hết ha. Sau đó mình sẽ gập cái phần thân áo lại và mình khâu cái phần vai với phần thân sau. Đối với trường hợp thứ nhất là cái điểm kết thúc của mình nó nằm ở đầu này, thì các bạn sẽ đếm cho mình ở phần vai phía sau nè. Ví dụ như cái mũi móc của mình đang kết thúc ở cái điểm này, thì các bạn sẽ đếm cho mình cái phần vai bằng với số mũi móc mà mình đang có, sau đó mình sẽ khâu lại. Còn trường hợp thứ hai, cái điểm kết thúc nó sẽ nằm ở đầu luôn, thì lúc này các bạn sẽ đâm kim cho mình từ ngoài vào trong ha. Hai chân móc song song với nhau nè, khâu lại. Đối với cái điểm khâu đầu tiên và điểm khâu cuối cùng thì mình sẽ đâm kim 2 lần để mình có thể cố định lại được đường khâu. Sau đó mình sẽ khâu tương tự cho các chân còn lại ha. Cứ đâm kim vào hai chân móc song song với nhau, sau đó kéo lên. Khi kéo thì nhớ canh chỉnh cho cái đường khâu của mình nó khít lại nha. Khâu được đến cái chân móc cuối cùng thì nhớ ở chân móc cuối cùng mình sẽ đâm kim 2 lần để mình cố định lại được đường khâu nè. Sau đó tạo một guốc ở đây và giấu len thừa vào trong mũi móc, hoặc là mình có thể lát nữa mình viền á, mình sẽ giấu sợi len thừa này luôn ha. Ta đã nối được cái phần vai với phần thân sau lại rồi nè, tạo ra được cái form áo như thế này rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại toàn bộ phần thân áo. Mình sẽ viền phần cánh tay trước ha. Ở đây mình đã viền sẵn một cái cánh tay như thế này rồi, nó sẽ có họa tiết như thế này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viền cái phần cánh tay. Đưa cho mình sợi len ra phía sau, mình sẽ chọn một chân móc bất kỳ ở cái phần tay áo ha. Ở đây mình sẽ chọn ở cái phần mình nối nè. Đâm kim vào một chân móc bất kỳ, kéo len qua chân móc, móc lên một mũi móc xích. Sau đó chân đó tiếp tục móc thêm một mũi móc đơn vào cái chân móc đó nữa. Lúc này để ý cho mình ở cái hàng móc đầu tiên của phần viền, mình sẽ có cái thân chân móc. Chân móc, thân chân móc xen kẽ lẫn nhau chứ không có những cái chân móc liên tiếp với nhau. Nên lúc này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đúng cái chân móc, chứ không đâm kim vào thân chân móc nha. Mỗi chân móc mình sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Mỗi chân móc cho mình 2 mũi móc đơn ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Ở đây sẽ có hai cái trường hợp xảy ra.
Trường hợp đầu tiên, nó sẽ có cái khoảng cách hàng móc kép đơn, sau đó là hàng móc móc đơn. Hàng móc kép đơn xen kẽ lẫn nhau ha. Thì cái cách viền nó sẽ khác so với cái hàng móc mà mình có hai hàng kép đơn liên tiếp với nhau. Thì cái phần này của mình nè là hai hàng kép đơn liên tiếp với nhau thì cứ đâm kim vào mũi chân móc, móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Khi mình đã móc đến cái điểm giao nhau giữa cái phần thân trước, thân sau với cái phần thân dưới á, thì để mình có thể viền lại được cái phần này nè, các bạn sẽ tiến hành bo lại cho mình ở cái phần nách. Chân móc ghế cuối là chân móc tiếp theo cho cái phần mà mình giao nhau á, thì các bạn móc cho mình một mũi móc đơn trước, sau đó cái mũi thứ hai các bạn sẽ đâm kim cũng vào chân móc đó, kéo len giữ nguyên vị trí này ha. Sau đó mình sẽ lấy len lên kim và đâm kim vào cái điểm giao nhau giữa phần thân trên với phần thân dưới nè, là cái chân móc này ha. Đây là chân móc giao nhau nè, lấy len sau đó đâm kim vào cái chân móc này, kéo len qua chân móc và kéo qua hai đường trên kim, tiếp tục giữ nguyên vị trí này, đâm kim vào cái chân móc kế bên là cái chân móc ở phần nách. Lúc này chân móc ở phần nách các bạn sẽ không lấy len trên kim mà đâm kim luôn trực tiếp vào đó. Sau đó mình sẽ kéo len qua hết 4 đường trên kim. Như vậy là mình sẽ tạo ra được cái phần bo cong cho cái phần nách ha. Các chân kế tiếp thì mỗi chân móc một mũi móc đơn và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho cái đầu tiếp theo nè. Đến cái đầu tiếp theo thì cũng tương tự ha. Cái mũi móc đơn sát bên nè, tiếp tục là chân giao nhau giữa phần thân trên với phần thân dưới, và cái mũi móc kế tiếp của cái phần thân trên, thì ba cái chân móc này mình sẽ tiến hành chụm lại thành một mũi ha. Cách chụm tương tự giống như cái mũi chụm mà mình vừa làm nè. Chân móc ở phần thân dưới thì đâm kim và kéo len, sau đó tiếp tục lấy len ở cái chân móc giao nhau thì lấy len, sau đó đâm kim vào chân móc, kéo len qua chân móc, sau đó kéo qua hai đường trên kim. Chân móc ở phần thân trên thì đâm kim, không lấy len nha, đâm kim, sau đó kéo len qua chân móc. Trên kim được 4 đường móc, kéo len qua hết 4 đường trên kim, ta cũng chụm mũi được thành công nè. Tiếp tục cái chân móc mà mình vừa móc cuối cùng đó, cũng móc cho mình một mũi móc đơn. Móc tiếp cái phần viền này, mỗi chân móc móc 2 mũi móc đơn chứ không đâm kim vào thân chân móc. Lúc này mình sẽ gặp cái trường hợp thứ hai ha. Trường hợp đầu tiên mà mình vừa nói đến rồi nè, nó sẽ có các cái hàng kép đơn liên tiếp với nhau. Hàng kép đơn nè, kép đơn, kép đơn, thì mình sẽ đâm kim vào từng chân móc móc 2 mũi móc đơn. Còn cái trường hợp thứ hai nè. Trường hợp thứ hai là khi các bạn gặp cho mình có cái hàng mũi móc đơn xen kẽ vào chính giữa nè. Đây là hàng móc đơn của mình nè, sau đó tiếp tục là hàng kép đơn. Thì cái kẽ nằm chính giữa của hai cái mũi móc đơn đó, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Đây là cái mũi móc đơn nè. Thì cái chân móc ta móc mũi móc đơn đó móc một mũi móc đơn. Và cái chân của mũi móc đơn đó móc tiếp một mũi móc đơn. Sau đó cái chân móc kế tiếp sẽ là cái chân giao nhau giữa hai hàng kép đơn. Hai hàng kép đơn nè, thì cái chân giữa hai hàng kép đơn móc hai mũi móc đơn. Kẽ kế tiếp nè, ta sẽ có hàng kép đơn, sau đó hàng mũi đơn và hàng kép đơn, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc mình móc mũi móc đơn, móc một mũi móc đơn, và cái chân móc của mũi móc đơn đó móc tiếp một mũi móc đơn. Như vậy mình sẽ viền lại được ha, viền tương tự cho mình cho đến hết. Ở cái hàng này có hai hàng kép đơn liên tiếp nè, thì cái chân nằm chính giữa, chân móc sẽ móc hai mũi móc đơn để viền á. Khi viền đến điểm cuối cùng rồi thì cái chân móc cuối cùng cũng móc cho mình một mũi móc đơn, là cái chân móc mà mình nối á, móc vào đó một mũi móc đơn, sau đó đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một mũi móc xích,
Ta hoàn tất được cái hàng viền đầu tiên. Bây giờ mình sẽ viền lại tạo điểm nhọn ha. Móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Ta đâm kim vào đường móc bên trên của cái chân mũi móc đơn đó. Đồng thời đâm kim luôn vào cái đường nằm ngang mà mình gặp ở đây nè. Đâm kim vào hai đường như thế này ha. Móc vào đây một mũi dời, ta sẽ tạo được điểm nhọn đầu tiên. Từ đây móc tiếp vào 3 chân móc kế bên, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Thì tùy vào khoảng cách của họa tiết mà các bạn có thể móc cho mình cái số móc đơn phù hợp ha. Ở đây mình sẽ cách nhau là 3 mũi. Được 3 mũi rồi, móc lên một điểm nhọn. Lên 3 mũi xích, đâm kim vào đường móc nằm bên trên của cái chân móc đơn đó. Và một đường móc nằm song song với cái đường đó ha. Móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục móc 3 chân kế tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Từ cái chân mũi móc đơn thứ 3 tạo cho mình một điểm nhọn tương tự. Lên 3 xích, đâm kim vào hai cái đường mà mình có ở đây. Móc vào một mũi dời. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng, mình sẽ có được cái phần viền tạo điểm nhấn cho cái phần tay áo ha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng rồi, cái trường hợp cuối cùng nè, là ở cái chân móc cuối cùng nhiều trường hợp nó sẽ không đủ số mũi móc để mình tạo khoảng cách giữa các họa tiết. Thì các bạn có thể chia cho mình cái số mũi móc cuối cùng, có thể ít hơn là 3 mũi móc ha, có thể là 2 hoặc là 1 mũi, tùy vào cái kích thước mà các bạn đang có. Sau đó kết thúc thì mình sẽ đâm kim vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Lúc này sợi len của mình nó đang nằm ở mặt phải ha. Dùng kim đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc, kéo sợi len ra phía sau và giấu vào trong mũi móc. Ta sẽ hoàn tất được cái phần viền tay áo. Bây giờ mình sẽ viền lại cái phần thân áo ha. Về phần thân áo thì mình sẽ viền bắt đầu từ cái phần lai phía dưới, sau đó mới móc cho toàn bộ cái phần thân bên trên. Ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái phần thân dưới ha. Đưa sợi len ra phía sau nè. Kéo len qua chân móc, móc lên một mũi móc xích. Sau đó mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng ha. Sau khi viền được đến cuối hàng thì ở chân móc viền cuối cùng, các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn vào chân cuối cùng, thay vì một mũi như các cái chân móc bên này ha, thì chân móc cuối cùng sẽ móc 3 mũi móc đơn. Mình sẽ dùng kim đánh dấu vào cái chân của mũi móc đơn nằm chính giữa. Sau đó tiếp tục mình sẽ viền lại ở cái phần cài nút nè. Thì cái phần viền nó cũng tương tự giống như là phần cánh tay, nó cũng có hai trường hợp xảy ra ha. Khi mà gặp cái chân móc giữa hai cái thần của kép đơn, mình sẽ móc hai mũi móc đơn. Còn khi mà gặp cái chân móc có cái hàng mũi móc đơn nằm chính giữa, thì mình sẽ móc vào chân của cái mũi mà mình móc mũi móc đơn đó một mũi móc đơn, và chân của mũi móc đơn đó móc một mũi móc đơn ha. Viền tương tự do mình giống như là cái phần cánh tay. Đây là hàng móc đơn nè. Thì cái chân móc ta móc mũi móc đơn đó và cái chân của mũi móc đơn, các bạn cũng móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ viền tương tự cho đến hết cái phần cài nút này. Khi viền lại được cái phần cài nút cho đến chân móc cuối cùng, thì chân móc cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình vào đó 3 mũi móc đơn. Làm tương tự giống như phần gốc, ta cũng đánh dấu vào cái chân móc nằm chính giữa của cái gốc này. Sau đó di chuyển kim lên cái phần cổ, móc mỗi chân làm một mũi móc đơn. Lúc này cái phần cổ áo của mình đang là cái họa tiết cổ vuông nè. Để cho nó tròn bo lại ở điểm này đó, thì các bạn sẽ chụm cho mình tương tự giống như cách chụm ở phần nách. Tức là ba cái chân móc này nè, một chân móc của mũi móc đơn, chân móc của điểm giao nhau, thì điểm giao nhau mình sẽ lấy len lên kim ha. Sau đó là cái chân móc kế tiếp của phần thân trên nè, kéo qua hết 4 đường trên kim ha, ta sẽ chụm mũi được rồi nè. Các chân kế tiếp thì tiếp tục viền tương tự cho mình nè.
Móc cho mình cho đến cái phần cổ, thì phần cổ nếu mà các bạn muốn cho nó bo tròn thì mình cũng có thể chụm mũi tương tự giống như cái phần cổ ha. Viền tương tự cho mình cho đến chân móc đầu tiên mà mình viền ha. Sau khi đã viền được toàn bộ cái phần thân áo đến chân móc mà mình viền đầu tiên cũng là chân cuối cùng thì đâm kim vào chân đó móc một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Ta sẽ hoàn tất được cái hàng viền đầu tiên cho phần thân áo. Hàng viên thứ hai thì mình sẽ móc mũi nửa kép. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân làm một mũi nửa kép. Móc cho mình cho đến hết hàng ở phần lai áo ha. Hoàn tất được hàng viên ở phần lai áo rồi thì cái chân mình đánh dấu, các bạn cũng tháo kim đánh dấu ra, sau đó mình móc vào chân đó 3 mũi nửa kép. Mình cũng đánh dấu vào cái chân mũi nửa kép nằm chính giữa nha. Kế tiếp sẽ viền tương tự cho cái phần tạo cái nút này. Móc cho đến góc này. Sau khi móc được đến cái góc đầu tiên của cái phần mình tạo cái nút rồi nè, thì để cho cái phần cổ áo khi mình viền nó không bị to quá so với cái phần thân dưới nè, thì hàng viền tiếp theo của phần cổ áo mình sẽ viền mũi đơn. Đến chân móc cuối cùng của cái phần mà mình tạo cái nút ở đây rồi nè, thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép trước vào cùng chân móc đó. Sau đó hai mũi kế tiếp mình sẽ móc mũi móc đơn, đánh dấu vào chân nằm chính giữa ha. Như vậy là chân này mình sẽ có một nửa kép và hai móc đơn. Các chân kế tiếp thì mỗi chân làm một mũi móc đơn, móc cho đến cái phần góc. Để giúp cho cái phần cổ của mình lúc này nó còn đang hơi vuông nè, giúp cho nó tròn lại á. Đây, giúp cho cái phần cổ của mình nó tròn hơn á, thì các bạn tiếp tục chụm mũi cho mình ở cái góc này ha. Thì để chụm mũi nó khác với cái hàng mà mình chụm mũi ở bên dưới, mình chụm 3 mũi. Thì đối với cái phần mà mình tạo ở đây nè, mình tạo cổ tròn thì các bạn sẽ chụm cho mình liên tiếp 5 mũi nha. Các bạn sẽ móc cho mình đến cái chân mà mình chụm ở phía dưới nè. Thì từ cái chân mà mình chụm này các bạn lùi ra cho mình 2 mũi ở phía trên này và 2 mũi ở phía dưới này ha, mình chụm lại 5 mũi luôn. Thì cách chụm như sau. Ta tiến hành lấy len lên trên kim, sau đó đâm kim vào cái chân móc đầu tiên mà mình chưa ra. Kéo len qua hai đường trên kim. Tiếp tục lấy len lần thứ hai và đâm kim vào chân thứ hai. Kéo len qua chân móc và kéo qua hai đường trên kim. Lấy len lần thứ ba, đâm kim vào cái chân chậm phía dưới ha. Lần thứ tư. Và lần thứ năm. Sau đó trên kim của mình được 6 đường thì kéo len qua hết 6 đường trên kim. Ta sẽ chụm mũi được rồi nè, tạo cái họa tiết cổ tròn. Lúc này cái điểm này các bạn sẽ kéo cho mình sợi len sát với đầu kim ha. Móc vào chân kế bên một mũi móc đơn. Ta sẽ có được cái phần cổ tròn như thế này. Móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cái phần góc tiếp theo ha. Sau khi đã móc được đến cái góc đầu tiên của cái phần cài nút thứ hai á, thì phần này cái chân mình đánh dấu các bạn cũng tháo kim đánh dấu ra. Tương tự như cái góc đối diện. Ở cái góc này mình cũng móc 2 mũi móc đơn, sau đó là một mũi nửa kép cũng vào cùng chân móc. 2 mũi móc đơn rồi nè, thì tiếp tục là một mũi nửa kép ha. Đánh dấu vào cái chân mũi móc đơn nằm chính giữa. Từ cái điểm này mình sẽ tạo họa tiết cài nút. Tùy vào size nút ta sử dụng mà các bạn sẽ móc lên cho mình cái số xích phù hợp. Ở đây nút của mình sử dụng sẽ là 2 cm, mình sẽ móc lên một mũi móc xích. Mũi này nó sẽ tương đương với cái chân móc kế bên, mình bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép. Ta sẽ tạo ra được một cái khoảng trống cài nút đầu tiên. Từ khoảng trống đầu tiên đến khoảng trống thứ hai, tùy vào size các bạn móc và cái cách phân bổ cái họa tiết nút mà các bạn chia cho mình khoảng cách cho phù hợp ha. Size này mình sẽ cách nhau khoảng tầm 9 mũi móc. Ta có mũi nửa kép thứ hai, nửa kép thứ ba, nửa kép thứ tư, nửa kép thứ năm, nửa kép thứ sáu, nửa kép thứ bảy, nửa kép thứ tám và nửa kép thứ chín. Sau khi được 9 mũi nửa kép rồi thì ở cái điểm tiếp theo mình sẽ tạo một khoảng trống tương tự. Móc lên một mũi móc xích.
Sau đó mũi móc xích này sẽ tương đương với cái chân móc kế bên ha. Bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép. Ta sẽ tạo ra được một cái khoảng trống cài nút thứ hai. Tiếp tục móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. Thì sau khi đã móc đến cuối hàng thì chân đầu tiên mình bắt đầu móc một mũi nửa kép á, thì các bạn cũng móc cho mình vào cái chân đó một mũi nửa kép, sau đó kết thúc đâm kim vào chân mũi nửa kép đầu tiên, móc một mũi dời và móc lên một mũi móc xích. Ta sẽ hoàn tất được hàng viền thứ hai, đã tạo được cái khoảng trống để mình cài nút rồi nè. Thì tiếp tục cái hàng kế tiếp mình sẽ tạo những cái điểm nhọn tương tự như phần cánh tay. Khoảng cách của những điểm nhọn nó cũng tương tự luôn ha. Móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Móc vào đường móc nằm bên ngoài của chân móc đơn đó và cái đường móc nằm song song với nó nè. Móc vào đó một mũi dời. Ta tạo được điểm nhọn đầu tiên. Sau đó tiếp tục móc vào 3 chân kế tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Từ cái chân móc đơn thứ 3 mình sẽ tạo tiếp một điểm nhọn ở đây. Lên 3 mũi móc xích. Đâm kim vào hai cái đường mà mình đang có ở đây nè, móc vào đó một mũi dời. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cái khoảng trống cài nút đầu tiên. Sau khi đã tạo được các cái họa tiết cho đến cái chân móc đầu tiên mà mình tạo khoảng trống cài nút, thì cũng giống như các cái phần viền ở phía này, thì mỗi họa tiết của mình nó sẽ cách nhau là 3 chân móc. Nhưng mà để cho cái khoảng trống cài nút của mình nó lộ rõ hơn, thì cái chân móc mà mình chừa ra móc xích này nè, và hai cái chân móc ở hai bên của mũi móc xích đó, các bạn sẽ móc luôn vào trong cái khoảng trống này ha. Thì chân móc này các bạn móc vào khoảng trống đó cho mình 3 mũi móc đơn. Mình cũng tạo một họa tiết ở cái mũi móc đơn thứ ba nha. Như vậy là cái họa tiết á, khoảng trống cài nút của mình nó sẽ lộ rõ hơn. Tạo một họa tiết ở cái chân móc đơn thứ ba. Sau đó tiếp tục 3 chân móc kế tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì cái chân sát bên mình đã móc vào khoảng trống rồi ha. Bỏ qua cái chân đó. Móc tương tự cho mình cho khoảng trống kế tiếp thì cũng chụm cho mình 3 cái chân móc lại thành một cái mũi ở chính giữa. Móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. Sau khi đã viền lại được toàn bộ phần thân áo thì kết thúc các bạn sẽ giấu len thừa vào trong mũi móc ha. Ta sẽ hoàn tất được một mẫu áo như thế này. Đây là cái phần mà mình tạo cái khoảng trống để cài nút nè. Thì cái điểm đối diện các bạn sẽ may cho mình những cái hạt nút tương đương với cái khoảng trống đó. Mình sẽ cài nút vào những cái khoảng này ha. Ta sẽ hoàn tất được một mẫu áo họa tiết trái tim xinh xắn như thế này. Mẫu này các bạn có thể thay đổi màu để phù hợp cho cả bé trai lẫn bé gái cũng được. Hoặc mình cũng có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn móc thành công!